Anh suốt ngày chơi chiếc chuột. Đây, chuột. Quay quay mặt, quay mặt ra dòm nè, quay mặt ra đây nè, nè đó, cho đi, cho mọi người đi, chấn động quá bầu lắm mất. Và chuột này cũng đi, cũng đi Bình Thuận rồi đi Quảng Ngãi các kiểu rồi, quay 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 quay, ấy, hú chân lắm á. Ừ. Cái chuột này mua 50 ngàn thôi đó, ngoài tiệm bán 50 ngàn một con, dễ nuôi, dễ ăn, ăn đồ khô là được. Không, cái đó là con dúi. Dúi. Trên trường Vina bán hết. 100 ngàn một con. Nhưng mà cái con kia lông nó dài hơn chứ không phải ngắn chứ con này. Cái lông của nó gì nó. Ngay mới đóng chuột hamster. Dài, dài nó cà thưa thưa. Nó mắc tiền hơn. Nó ăn giống như con khỉ vậy. Mỗi sáng dắt đi dạo. Chuẩn bị đi Bình Thuận tiếp.